Bữa nay là thứ bảy open house, rất 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 đông người. Giống như là mình đang đi xem hội chợ. Đúng rồi. Căn nhà này đẹp, được bảo dưỡng tốt và được nâng cấp, nằm ở ngay khu vực Everin. Nhà này thì có 3 phòng ngủ nha, 2 phòng tắm, diện tích là 1374 square feet, lot size hơn 6200 quý vị. Thì khi mà bước vào căn nhà đó, quý vị sẽ chinh phục bởi cái không gian rộng rãi và sáng sủa, với cái kiến trúc thật là rộng mở, đặc biệt là phù hợp cho những gia đình đang tìm kiếm một căn nhà hoàn hảo để ở ngay. Và chúng ta không cần phải tân trang vì căn nhà đã được cải tiến rất là nhiều. Như là bếp thì được nâng cấp rất là hoàn hảo để nấu ăn và giải trí, có bếp ga nè, phòng khách lớn với lò sưởi, cửa sổ là private. Và ngoài ra mình có cái sạc EV. Vị trí nhà này đó nó rất là thuận tiện vì nó gần cái công viên Lake of Cunningham nè, nó gần khu trung tâm thương mại. Sân sau thì là rộng lớn với nhiều cây ăn trái và cũng có một kho để đồ, thêm một không gian lưu trữ cho tài sản. Chị nghĩ căn nhà này sẽ bán rất là lẹ hay thì tại cái giá nhà nó kêu là dưới 1,2 triệu đúng không? Khu vực nhà là nó tốt rồi, mình biết mà cái túi tiền nó, cái affordable nó cũng cao.